Xin chào các bạn. Ai trong số các bạn là fan hâm mộ của ẩm thực Hàn thì chưa chắc ai cũng đã biết đến cái món này. Đây là món thạch hạt xôi của người Hàn Quốc, tiếng Hàn gọi là doturimuk. Tuần này Phương đã ra video clip rồi, nhưng mà hôm nay mình quyết định làm thêm một cái nữa, tại vì món này các bạn cần để làm cho gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì người Hàn Quốc rất là yêu thích cái món này trong những cái dịp lễ Tết sum họp gia đình hoặc là bữa cơm hàng ngày. Đây là một món rất là độc đáo, có thể nói là chỉ có ở Hàn Quốc. Đây là tinh bột thạch hạt xôi. Nhắc đến hạt xôi là các bạn nghĩ ngay đến những con sóc, nó hay ăn những cái hạt này đó các bạn. Tiếng Hàn Quốc gọi là doturimuk. Phương dùng cái bột này là mẹ chồng mình mang sang từ Hàn Quốc mua lẻ, cho nên là mình không có cái gói bao bì chỉ cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ pha hỗn hợp bột với lại nước là 1:6. Phương lấy cái cup mà mình dùng để mình đo những cái lon gạo đó các bạn. Mình sẽ đo đúng một cái lon bột và 6 cái lon nước. Ở đây mình sẽ cân cho các bạn xem chính xác nếu các bạn cần phân lượng gram. Một cái lon này là sẽ tầm 100 gram bột. 6 cái lon nước này thì chính xác là 1000 gram nước. Mình nêm nếm một muỗng cà phê rưỡi muối vào đây. Nếu các bạn có hạt nêm từ thịt thì mình bớt nửa muỗng cà phê muối lại, mà mình dùng là thêm một muỗng cà phê hạt nêm từ thịt. Trộn đều hỗn hợp và mình để hỗn hợp bột ở đây nghỉ tầm 15 đến 20 phút. Tinh bột thạch hạt xôi thì có giá trị dinh dưỡng cũng rất là cao, tốt cho dạ dày, tăng cường sức đề kháng, sức khỏe. Tuy nhiên là không phải ai cũng thích cái khẩu vị này của nó. Bây giờ Phương ăn quen thì mình thấy ngon, chứ thực ra là lần đầu tiên mình ăn cái món này mình cũng không có thích lắm đâu các bạn. Rất là lạ luôn. Phương có chuẩn bị sẵn một cái khuôn thủy tinh 1 lít. Nguyên liệu thứ hai mình cho vào đây nữa là dầu ăn. Tốt nhất mình sẽ dùng dầu bắp, dầu hướng dương hoặc là dầu olive. Trong ẩm thực hiện đại ngày nay của người Hàn Quốc thì có một cái bí quyết là mình sẽ pha vào đây là một lượng dầu mè hoặc là dầu lá mè. Mỗi loại dầu mình sẽ pha một ít, tổng cộng làm sao cho đủ 20 gram. Dầu hạt lá mè tiếng Hàn gọi là sen tươi kirim, còn dầu mè là cham kirim. Mình sẽ pha mọi thứ một ít thì cái món thạch hạt xôi của mình nó thơm ngon hơn rất là nhiều, thay vì dùng bằng dầu ăn thực vật bình thường. Phần dầu ăn mình phải chuẩn bị sẵn để đó, tại vì khi mà mình bắt cái nồi thạch xôi của mình lên đó thì mình phải đứng khuấy trùng liên tục luôn, lúc đó mình không có rời đi đâu được hết. Sau 15 phút đợi cho bột nở, bây giờ mình bắt cái chảo lên bếp và mình sẽ khuấy liên tục. Lúc đầu thì mình có thể để lửa maximum, lửa cao nhất, nhưng mà các bạn phải khuấy liên tục không ngừng nha. Khi nào mà bắt đầu có những cái hiện tượng như là các bạn thấy ở cái phần đáy đó có những cái phần bột trong nó nổi lên như vậy, thì theo cái lò nhà Phương thì sau 4 phút các bạn sẽ phải vặn xuống lửa medium là số 7. Phương nói rất kỹ về thời gian tại vì cái món này nhìn rất là đơn giản, nhưng mà những người bạn Hàn Quốc của Phương quen biết thì 7 trên 10 người không làm món này được nha. Một là sẽ bở rệt, hai là sẽ bị đắng. Bắt đầu phút thứ 8 đến phút thứ 10, hỗn hợp sẽ sệt và chuyển sang cái màu nâu sậm hơn và trong hơn. Tốc độ khuấy của mình sẽ càng nhanh hơn để cho cái hỗn hợp không bị dính vào chảo và bị khét và đắng. Khi nào bạn thấy có những cái bong bóng mà nó nổi sủi tăm to lên như vậy nè, thì mình có thể cho dầu ăn vào đây. Sau khi cho dầu ăn, mình sẽ khuấy thêm 5 phút. Các bạn phải làm thao tác và canh thời gian làm sao cho giống Phương làm nha. Sau khi khuấy tầm 5 phút thì mình không có thấy dầu ăn nữa, hỗn hợp đã hòa quyện đều với nhau. Thì mình sẽ vặn lửa nhỏ xuống số 3 là mức low heat. Mình đậy nắp và để lửa riu riu nhỏ như vậy trong vòng đúng 15 phút. Mình sẽ vặn đồng hồ. Trong 15 phút nấu lửa nhỏ, đậy nắp như vậy thì mình sẽ có một cái nửa hiệp mình mở nắp ra. Và các bạn tránh làm sao cho cái nước không có bị động và nhiễu xuống nha. Mở nắp thật là cẩn thận, khuấy đều tầm 1 phút. Mình đậy nắp và mình nấu tiếp cho hết khoảng thời gian 15 phút của mình.
Chotori Mook thì thật ra là nếu mà sang Hàn Quốc các bạn mới có dịp ăn, chứ Phương thấy các nhà hàng ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam thì Phương chưa thấy họ bán, tại vì cái bột này nó cũng khá là đắt tiền. Hết thời gian 15 phút mình sẽ khuấy đều, hỗn hợp ở trên bếp thêm tầm 1 đến 2 phút nữa là được. Vậy là tổng thời gian mình nấu chỉ sẽ tầm 30 phút thôi, cũng rất là nhanh. Đây là cái món mà có nhiều chất dinh dưỡng mà ăn không sợ tăng cân. Món thạch sồi thì người Hàn Quốc dùng có thể là ăn như là một món canh lạnh, hoặc là chan nước tương chua ngọt lên, hoặc là trộn xà lách. Vậy là xong. Do cái hỗn hợp này còn rất là nóng cho nên là mình nên dùng một cái khuôn thủy tinh, thì tốt hơn là các bạn dùng đồ nhựa nha. Mình sẽ để hỗn hợp này thật là nguội. Bột hạt sồi có tính chất kết dính, khi để nguội thì hỗn hợp sẽ nhanh chóng đông lại thành thạch. Thường thì ít nhất là sau 6 tiếng đồng hồ mình mới nên ăn, tại vì nó sẽ càng có nhiều độ đàn hồi và dai dẻo. Để tránh cho hơi nước đọng lên cái thạch của mình thì mình sẽ phủ lên một lớp màng bọc thực phẩm, ém sát vào như vậy nè. Sau đó các bạn cứ để ở nhiệt độ phòng hoặc là để nơi nào mát mẻ. Không cần để tủ lạnh, để tủ lạnh thì cái thạch của mình nó sẽ bị cứng, chứ nó sẽ không có một cái độ núng na núng đính như vậy được đâu. Món này thật ra là rất là dễ làm, nhưng mà không hiểu sao là nếu mà làm không đúng cách thì cũng rất là dễ bị đắng hoặc là bị bở rạch. Nếu bạn làm với số lượng nhiều ăn không kịp ấy, thì mình cũng có thể cho vào tủ lạnh. Nhưng mà trước khi ăn các bạn phải lấy cái phần thạch sồi này ra, ngâm vào trong nước ấm khoảng chừng 70-80 độ 15 phút thì nó mới có một cái độ đàn hồi và dẻo trở lại như vậy. Người Hàn Quốc thích nhất là chỉ đơn giản như vậy và chấm nước tương chua ngọt thôi. Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách pha nước tương chua ngọt làm sao cho ngon. Một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng canh củ hành tây, sắc hạt lựu, một muỗng canh hành lá, một muỗng canh ớt băm nếu các bạn ăn được cay, một muỗng canh hạt mè rang vàng và một muỗng canh bột ớt, một muỗng canh đường, một muỗng canh giấm, ở đây Phương dùng giấm táo, một muỗng canh nước mơ ngâm Hàn Quốc, bạn nào không kiếm mua được thì mình cho qua, 2 muỗng canh nước tương Hàn Quốc, 1 muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm có để dằn chút xíu cái vị mặn mà lại rất là thơm ngon. Không phải người Hàn nào cũng biết cái bí quyết này. Cuối cùng là nửa muỗng canh dầu mè. Hỗn hợp này nếu mà các bạn làm số lượng nhiều mình trữ trong tủ lạnh để dành ăn dần. Mình có thể trộn xà lách kiểu Hàn Quốc, hoặc là các bạn có thể chấm hoành thánh mandu Hàn Quốc. Có nhiều cách ăn, các bạn có thể rưới cái phần nước sốt này thẳng lên thạch sồi. Cái thứ hai là mình sẽ ăn kèm với xà lách thêm chút xíu hành tây. Hành tây này mình đã ngâm nước cho bớt hăng cái vị cay. Mình cho một phần nước sốt vào đây và trộn đều. Thì nước sốt dùng bao nhiêu thì tùy theo cái khẩu vị của bạn, các bạn cứ cho từ từ mà nêm nếm. Cái phần chan nước sốt thì mình sẽ làm khi nào mà thực khách đã ngồi vào bàn nha. Chứ các bạn trộn trước xong á thì chỉ cần 3-4 phút sau là xà lách nó bị mềm. Mình cũng cho một chút xíu phần nước sốt vào thạch sồi trộn đều, rồi mình mới để lên cái phần xà lách. Bạn nào đang sinh sống ở Hàn hoặc là có gia đình trồng Hàn thì các bạn nên thử món này. Phương bảo đảm là ai trong gia đình cũng sẽ rất là thích. Còn bạn nào chưa biết món này thì Phương khuyên là không nên làm. Các bạn nên ăn thử hay biết mình thích hay không cái đã. Tại vì không phải ai cũng hảo đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tuần sau. Phương sẽ trở lại với một món bánh ngọt. Mời các bạn đón xem.